Rồi bây giờ mình sẽ thử lại, bật cái máy lại cho anh chị nghe nha. Đó, nó im hơn hoàn toàn, thấy không? Nó không còn ồn ồn nữa, mà nó chỉ còn chạy rất là nhẹ nhàng, nó im hơn rất là nhiều, ha. Đó. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì đồ nghề tự chọn sẽ giới thiệu cho các anh chị một số cái dòng máy nén khí mini nhỏ gọn dành cho gia đình đến từ thương hiệu Datong. Và đây là một cái máy và là có dung tích là 9 lít ha. Máy bên này thì dung tích của nó là 12 lít. Cái mã 12 lít đó có mã là AC2912SW và cái mã 9 lít này có mã là AC2909R. Thì tất cả những sản phẩm này đến từ hãng Datong, được bảo hành chính hãng 6 tháng để cho mọi người yên tâm sử dụng ha. Và nói về thực tế, những cái mẫu này nó khác biệt trên thị trường một tí là nó làm thiết kế nó có thời trang. Nó so với những cái dòng máy nén khí truyền thống hiện tại á, thì nó là một cái bình ở dưới và chúng ta sẽ có một cái dàn máy ở trên, nó không được đẹp lắm ha. Còn hãng Datong ra những cái mẫu này dành cho gia đình, dành cho những anh em thợ thầy nào mà chúng ta có thể là đi công trình nhỏ gọn thời trang, và đặc biệt là có trang bị những cái khác biệt so với hãng khác là cái tay cầm nè, thêm một cái miếng mướp để mà chúng ta cầm đi cho nó gọn thôi, đỡ đau tay và đinh nó cũng nhẹ nhàng. Và khi mà có miếng mướp nào vào á thì cái tay của mình cầm á, nó sẽ được đầy đặn hơn và chắc chắn hơn so với chúng ta cầm một cái khung bình thường. Rồi đây là một cái cải tiến của hãng Datong ha. Rồi đầu tiên thì mình giới thiệu trước cho các bạn những cái dòng máy này là nó không phải 9 lít. Nó có là máy là 1,5 ngựa nha. Rồi áp suất là 83 là tối đa. Cái máy sử dụng động cơ điện là 220V, máy nặng 14 kg. Rồi cái máy này là chạy không dầu nên là cái độ ồn của nó cũng khá nhẹ nha, để mà phù hợp cho anh em chạy trong gia đình. Thì trên thị trường á, sẽ có hai cái loại máy nén khí thông dụng, đó là máy nén khí có dầu và máy nén khí không dầu. Thì đây là những cái dòng máy nén khí không dầu nè. Thì ưu điểm của không dầu là nó sẽ hoạt động rất là êm, nó chạy êm không gây ồn. Nó phù hợp cho ai? Phù hợp cho những anh chị sử dụng gia đình, sử dụng trong những cái công trình mà đòi hỏi là không có gây tiếng ồn lớn, thì đây là những cái dòng máy phù hợp. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó chạy không dầu nên là cái thời lượng nạp khí của nó so với cái máy có dầu thì nó sẽ chậm hơn một tí. Máy có dầu á, nó ồn nhưng mà nó nạp khí nhanh, còn máy không dầu là nó chạy rất là êm nhưng mà nó nạp khí chậm hơn tí, đâu đó khoảng 8-10 so với cái máy mà có dầu. Anh chị lưu ý để chúng ta so sánh để chúng ta biết ha. Rồi cái máy này á, dây của nó là được 5 mét nha, dây 5 mét, tất cả các máy này đều là dây 5 mét hết luôn. Rồi Hiếu Vi Duty là dòng sử dụng dành cho công nghiệp, tất cả đều có hết nên là các anh chị mua yên tâm sử dụng. Mà gia đình thì lâu lâu chúng ta dùng thì cái máy này nó rất là bền cho chúng ta, còn các anh thợ thầy nào đi mà sử dụng á thì nó cũng thuận tiện. Rồi đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn trước á, thì máy đã trang bị là đây, thì máy á, công tắc tắt mở nè, stop nè, đây là thông số của máy. Và đặc biệt là cái máy này nó đã trang bị luôn cho mình những cái đầu nối nhanh luôn rồi. Chúng ta chỉ cần mua dây hơi và chúng ta sử dụng thôi. Máy chưa bao gồm dây hơi nha các anh chị. Ha, tổng quan cái máy nè. Nó nhỏ gọn thôi. 14 kg. 14 kg ha. Máy nặng 14 kg. Thì bây giờ á, mình sẽ đo kích thước thùng của nó để cho các anh chị mà có mua hàng online trực tiếp á, mình được biết kích thước thùng nó bao nhiêu ha. 42. 42. Coi như gần như hình vuông luôn á anh chị ơi. 40, 42, 42, 40, đó là kích thước đóng thùng của cái máy này. Còn khi mà về cái máy này ha, mình sẽ đo thử cái kích thước. Nó khoảng 39. Chiều ngang rộng nhất nè. 36. Và chiều cao nhất luôn là 33. Ha, lọt lòng trong cái thùng này. 42, 42. 39 thì để cho mình đóng thùng cho nó dễ. Thì giá bán của máy này là 2,4 triệu, thì mọi người chỉ cần trả trước 1/3 thôi, tương đương là khoảng 800 ngàn. Các anh chị 800 ngàn thì mình sử dụng cái máy này về để chúng ta sử dụng trong gia đình, còn lại thì hội nghề chơi rộng sẽ hỗ trợ cho các anh chị là trả góp 0% lãi suất. Mọi người có thể là mua hàng online cũng được, mua hàng tại trực tiếp tại cửa hàng cũng được, hoặc là mọi người có thể là mua hàng trả góp trên website của đồ nghề tự chọn.com đều được ha. Sản phẩm đều có bảo hành và đồ nghề tự chọn sẽ cam kết cho mọi người những cái chất lượng dịch vụ của máy đúng như nhà sản xuất đưa ra. Đây là dây điện của máy ha, mình sẽ thử cho các bạn xem. Thì trên máy sẽ có hai cái đồng hồ ha, đồng hồ này là chúng ta thể hiện cái bình dung tích coi là được bao nhiêu ký.
đã nặng chưa ha. Còn cái này có thể là cái đồng hồ áp suất, áp suất để chúng ta bắn đinh đó, chúng bắn đinh bao nhiêu nó sẽ chỉ trong này. Còn đây là cái nút mà để chúng ta gia tăng cái áp lực của nó. Rồi đó, để các anh chị theo dõi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn ha. Cái máy này á, nó sẽ kèm theo trong thùng là một thân máy và một cái túi phụ kiện như thế này. Cái túi phụ kiện này á, là nó sẽ đựng những cái mà gọi là cái vòi giảm thanh, để cho anh chị dễ hiểu. Cái vòi giảm thanh á, phiếu bảo hành nằm trong đây nha, phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng nằm trong đây, và nó sẽ sử dụng cái vòi giảm thanh giống như thế này. Bây giờ nè, mình sẽ nghiêm điện thử rồi, mình chưa lắp cái vòi giảm thanh vô, mình sẽ cho các anh chị nghe cái tiếng của máy như thế nào nha. Khá ồn ha, khá ồn ha các anh chị, khá ồn. Đáp vòi giảm thanh á thì chúng ta sẽ lắp vào, và chúng ta lắp vào cái motor này nằm ở đây, mình chỉ cần dặn vào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại, bật cái máy lại cho anh chị nghe nha. Đó, nó im hơn hoàn toàn, thấy không, nó không còn ồn ồn nữa, mà nó chỉ còn chạy rất là nhẹ nhàng, nó im hơn rất là nhiều ha. Đó. Khi mà mình mua về, mình nhớ lắp hai cái vòi này nha. Nhiều khi bên đồng nghiệp ta chọn bán, một số anh chị là mua về chúng ta không biết cái này là cái gì, không biết cái vòi giảm thanh này, cuối cùng chúng ta không có lắp vào, và khi chúng ta bật lên á, máy nó chạy ồn như là máy có dầu vậy đó. Rồi các anh chị phản hồi là tại sao máy nó chạy ồn quá, là do mình quên lắp hai cái vòi giảm thanh này ha. Rồi khi mà chúng ta bơm khí á, nó đầy lên á, thì ở đây nó có một cái vòi nè, để chúng ta xả áp nè. Mình giật cái vòi này ra nha. Nó khi xả áp mọi người sẽ thấy nè, đó, nó sẽ giảm xuống nè. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ lại cho các anh chị coi nha. Mình xả áp cái vòi này á, cái van chỉnh này nè, là chỉnh cái áp suất của cái đầu bắn ra. Khi mà cái dung tích của bình của mình nó đầy rồi á, thì tùy cái công năng mà chúng ta sử dụng cái vòi ra, chúng ta sẽ chỉnh như thế này, coi cái lực nén nó bao nhiêu ha. Bây giờ mình sẽ khởi động lại nha, mình canh coi bao nhiêu phút. Rồi bây giờ mình đã xả hết áp rồi ha, về bằng không rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử coi trong thời gian bao lâu thì cái máy này nó sẽ đầy và nó sẽ tự tắt nha. Bây giờ đồng hồ nè, để xả áp hết cho nó cụ thể. Rồi hết áp rồi đó, giờ chúng ta tiến hành nha, 1, 2, 3. Thử cái thời gian bao lâu thì máy sẽ đầy nha. Thì theo cái này nó đâu đó tầm khoảng 1 phút quá. Nè, khi mà mọi người bơm, mọi người sẽ thấy nó lên. Khi mà nó đủ áp của nó thì nó sẽ ngừng. Các anh chị lưu ý ha, camera thấy được này không? Khoảng 32 giây, khoảng 32 giây thì cái dung tích cái này nó đã đầy, và máy sẽ tự động là nó ngắt để chúng ta không hoạt động ha. Rồi nè, khi nó đầy nè, đạt dung lượng khoảng là 8-9 kg nè, thì bên đây á, cái dầu này chúng ta có thể là tăng giảm tùy mình. Cái dầu ga nè, bây giờ là cái đầu ga nó bằng không, nó không có áp suất lực ga, mà nó chỉ chứa cái bình trong lực hơi trong bình này thôi. Còn giờ chúng ta tăng giảm lên nè, chúng ta tăng đó, mình tăng từ từ lên. Ví dụ đối với một số anh chị mà sử dụng súng bắn đinh á, thì thường thường là 6 kg, mình chỉnh đầu ga khoảng 6 kg hoặc là 8, tùy thôi ha, tùy mình chỉnh áp lực đầu ga. Thì cái dòng này nó hay cái là nó chỉnh được áp lực này tùy nhu cầu mọi người sử dụng. Và khi mà chúng ta biết được cái dòng ga nó cụ thể rồi á, chúng ta chỉnh, ví dụ như mình chỉ cần 0.4 thôi đó, thì mình chỉnh 0.4 thôi, thì mình sẽ tiết kiệm được cái lượng khí trong này, và khi mà nó sẽ giảm thời gian mà nó bơm đầy cái trọng lượng này nha. Đó là đó là cái máy này 2.400.000, chỉ cần trả trước 800.000 thì mọi người nhận được cái máy ha, bảo hành 6 tháng. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái máy bên đây. Cái máy bên này á, thì nó cũng tương tự như cái máy 9 lít thôi, nhưng mà thiết kế của nó là cái bình tròn, và cái máy này á vẫn sử dụng motor bằng nhau luôn, hai cái motor công suất bằng nhau rồi, đều 1.5 ngựa hết, 1250W. Rồi bây giờ á, nó cũng có vòi chỉnh áp luôn, hai cái đồng hồ tương tự như là bên kia luôn. Rồi cái máy này nó sẽ khác cái máy này như thế nào? Thứ nhất là cái máy này nó khác á, là cái máy 12 lít này nó có một cái van để chúng ta xả ra ha, khóa van. Còn cái máy này thì nó không có nha, chúng ta chỉ chỉnh áp lực này thôi, và nút tăng giảm áp ở đây.
nha, xả van ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Bây giờ thử trước tiên á, là thử một cái là không có gắn cái giảm ồn nha, không có gắn cái giảm ồn. À, khi mà mình ghim vào á, ở đây có công tắc đỏ nè. Bạn ý đây là một cái công tắc tắt mở của nó. Mình gặt như thế này là mình tắt ha. Mình bật lên là nó sẽ chạy. Và ở đây nó có một cái đồng hồ hiển thị cho chúng ta luôn. Rồi, bây giờ bật lên cho nó chạy nè. Cái này là chưa lắp cái thiết bị giảm ồn nha. Nó rất là ồn. Còn bây giờ mình sẽ lắp cái thiết bị giảm ồn vào. Tất cả các máy đều nó kèm theo phụ kiện thế này thôi để cho nó tiện vận chuyển nha. Rồi. À, còn một điều khác biệt nữa nha. Cái máy bên này á là nó sẽ trang bị cho mình bốn cái chân đế là cao su. Khi mà mình để xuống á, nó giống như hít kính vậy đó, nó hít chặt luôn. Nè, các bạn nghe nè. Đó. Nên là nó tránh trường hợp là chúng ta chạy nó bị gơ rồi nó bị quơ, nó chạy máy mình. Còn cái máy này nó tặng cho mình bánh xe. Nha, nó không có cái đế này nhưng mà nó tặng bánh xe, thì mọi người mua về mọi người lắp vào đây. Nó cũng đơn giản thôi. Một cái đầu nó nhanh, phiếu bảo hành, ốc và cái chìa khóa để chúng ta làm nha. Đây, toàn bộ của nó đây. Rồi tiếp tục, nó vẫn có hai cái cục giảm ồn giống như là cái máy bên này thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp vào cái motor này. Thôi bây giờ mình bật lại cho các bạn nghe nè. Nghe nha, nghe cái này là chưa lắp giảm ồn. Nó chạy như không dầu rồi đó, chạy như máy có dầu rồi đó. Còn bây giờ mình sẽ lắp này vào. Rồi, bật lại cho các bạn nghe. Êm hơn rất là nhiều nha. Êm hơn rất là nhiều. Đây là cái đồng hồ hiển thị điện áp. Nó 220V hoặc là nó dao động cộng trừ 1, cộng trừ 2 gì đó để cho mọi người theo dõi cái dòng điện của mình. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xả. Xả khí nha, để xem coi cái thời gian nạp khí của nó bao lâu. Bây giờ là xả hơi hết rồi ha, mình sẽ khóa van này lại. Đồng hồ trở về bằng không rồi nha. Đồng hồ trở về bằng không rồi, bây giờ mình sẽ thử coi bao nhiêu để mà thời gian nó nạp đầy nha. 1 2 3 Rồi. Rồi bây giờ sẽ bật ra thử cái tốc độ nó bao lâu nha. Khoảng 42 giây. 42 giây. Máy bên này 8 lít khoảng 32 giây đúng không? Khoảng 8 lít khoảng 32 giây. Rồi con này 12 lít khoảng 40 giây, 42 giây. Nó trên nhau khoảng 1/3 là nó cũng phù hợp ha. Đó, để cho các anh chị biết thời gian mình sử dụng mình bơm đầy bao lâu. Rồi, cái máy này nó chỉ có giá là 2.290.000 thôi. Nó rẻ hơn cái máy này nha, máy này 2.400. Cái máy này 2.290.000. Thì anh chị mua trả góp chỉ cần là 765.000 thì mọi người đã mua được cái máy này cho mọi người sử dụng. Rồi, hỗ trợ trả góp toàn quốc, ship online. Và bây giờ mình vừa mới test cho các bạn hai cái dòng máy nhỏ, gọn, 8 lít và 12 lít của hãng Detong, phù hợp cho các anh chị sử dụng trong gia đình, phù hợp cho các anh chị mà đi thi công công trình nhỏ và những cái nơi chúng ta không có làm quá ồn ha. Chúng ta quy định về độ ồn thì chúng ta chọn những cái máy này sử dụng không dầu. Và máy được bảo hành chính hãng tại hãng Detong, và tại đồ nghề tự chọn sẽ hỗ trợ mọi người là bảo hành, trả góp và hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Và nếu có nhu cầu thắc mắc gì đó, các bạn có thể là xem thêm thông tin kỹ thuật những cái máy này vào đường link mình để bên dưới. Bạn các bạn có thể là mua hàng qua số Zalo hotline mình để bên này, và có thể là đặt mua hoặc là làm trả góp trực tiếp trên website đồ nghề tự chọn.com luôn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.